đầu ra mắt nhà người yêu kiểu. Uống nước đi cháu. Dạ con cảm ơn bà già chồng tương lai giàu có dưới trời đông không cô đơn ạ. Cô không có biết là cháu qua nên không có chuẩn bị gì nhiều. Đây, có trái cây này, cháu ăn đỡ đi nhá. Dạ không có sao đâu cô. Thế cháu có ghét cô không? Không, không bao giờ con ghét luôn. Con thề luôn. À thế ví dụ sau này cháu về làm dâu nhà cô ấy, cô có mắng chửi cháu ấy, cháu có ghét cô không? Kệ nó đi cô ơi, kệ đi. Bởi vì hả, những cái người mà người ta còn nổi tiếng hơn cô cháu mình á, người ta vẫn còn ấy cơ. À thôi, cứ ăn tự nhiên đi cháu. Trình độ học vấn. Dạ đại học. Thế tốt nghiệp loại gì? Dạ khá. Thế có xe không? Dạ rồi. Thế có nhà không? Dạ chưa. Thế cưới con gái tôi, anh lấy gì anh nuôi nó? Ủa anh đi đâu mà vội vậy? Thì kiếm con khác. À, dạ cho em gửi em phòng VIP ạ. Cảm ơn cưng nhá. Mình đi ăn. Ui dồi ông ơi, ông còn đi được không đây? Trời ơi, đêm nay chắc đêm cuối rồi cháu ơi. Ngày mai nhớ tới giếng ông luôn nha. Xin vĩnh biệt. Ôi trời ơi. À, dạ cho em gửi anh thẻ phòng. Ờ, anh Dũng. Ôi trời, ủa mà quen mới thấy anh đi với chị nào cơ mà. Ờ, chú em nhầm rồi, anh mới tới đây lần đầu cơ mà. À, anh dám lừa tôi à? Có đâu, chắc bạn đã nhìn nhầm rồi đấy, phải không chú em? Ơi giời, em xin lỗi, em phô đồ quá. Qua là anh Phong, tặng cái tướng sống quá cho em nhìn nhầm mà. Đấy thấy chưa, thôi lẹ đi em ơi, anh tới lắm rồi này. Em chúc anh chị vui vẻ nhá. Ý giời ơi. Dạ em gửi thẻ. Ui giời, cô Tâm, sao cô lại ở đây? Chồng cô đâu? Ui giời, phải nói bé bé cái mồm thôi. Nay chồng cô đi vắng, qua đây cô vừa nghỉ tí rồi ấy mà. Thế cô đi một mình à? Xong chưa em? À, dạ dạ em xong rồi đây. Mình đi thưa ai? Này đừng nói cho ai biết đấy nhé. Ủi vãi kiếp. Trời ơi sao đau bụng dữ ta. Em có chụp cái hộp mít chứ nhiều. Chịu nổi rồi chắc đừng xuống chết. Chắc đừng xuống con bít này không ai nghe đâu nhỉ. Trời ơi mùi gì vậy trời? Trời ơi cái mùi gì như mùi đít đó trời. Trời ơi đứa này ăn hộp mít vậy. Mày quá thoát rồi. Trời ơi sao nó lại tới chết. Sắp tới điệp khúc mà chắc mọi người không để ý đâu hả? Thoát rồi. Má ơi là má. Má làm cái gì mà trên xe nó được như là bom nổ vậy má? Trời đất ơi, nó ăn thật mít cái gì mà cái mùi luôn lộn lỡ mũi luôn vậy trời. Ở trời, ông dạy mới thâu ná thờ nữa kìa. Lớp tôi biết điểm tổng kết. Ê bê ơi, chơi mai xó nữa đi. Bê làm cái gì mà bấm máy dữ hả? Đang tính điểm trung bình xem học sinh gì nè. Ủa, tụi bay cần phải tính hả? Chứ ta là học sinh giỏi không cần phải tính luôn á. Các em lấy trung bình học kỳ 2 nhân 2 cộng với trung bình học kỳ 1 tổng chia 3 là ra nhá. Chia 3 bằng 6.9. Có 6.9 thôi hả? Thôi đừng có buồn nha em. Qua lớp mà tao vui, bún cùng què. Rồi bây giờ cô đọc tên để nghèo sẽ đọc to điểm cho cô nha. Văn Long. Dạ 8.9 ạ. Quỷ à, đúng là chồng em. Thị Hương. Dạ 9.2 ạ. Dữ gì sao? Văn Nam. Dạ 6.9. Ôi no. Lên cho tớ. Thị Lan. Dạ điểm tuyệt đối. Trời ơi, có má điệu kìa trời. Ngại quá đi thôi. Rồi Thị Linh. Dạ chắc tầm 8.0 mấy á cô. Không mấy à, cô làm tròn 8.0 cũng được. Là điểm cụ thể bao nhiêu? Cô tính nãy giờ chưa tính à? Trời học sinh giỏi tính đi cô ơi. Ôi giời con giận người này. Thôi Lan tính cho nó hộ cô ok. Ở học kỳ 1 7.8 thôi. Học kỳ 2 nhiêu? Học sinh giỏi 8 chấm à Lan ơi. Chia 3 bằng. Nè. Đâu? Ôi. Ôi trời Linh ơi. Hai đứa ăn nhiều vô. Dạ. Dòng sầu dưa nay mày nói vừa miệng không con? Dạ vừa. À bố ơi, chồng cho đầu năm con được 10 hết bố ạ. Ui dồi, đúng là con gái rượu của bố. Đây, ra bố thưởng. Nhất cháo rồi nha. Thằng này đang ăn mà đi đâu đây? Đây, con thích mấy tờ nào? Dạ bố cho nhiêu con xin bấy nhiêu ạ. Thì bốn con 10 thì 4 tờ nhá. Đây. Sao cảm ơn bố. Mẹ ơi, kiểu nhé đầu năm con cũng được 10 nha mẹ. Ôi trời ơi, đúng là cái thằng báo đời của mẹ. Thế con thích gì nào? iPhone 14 bầu vô mắt. Cầm chén cơm đi ăn liền.
Thì mẹ, điện thoại con hết dung lượng sao mà học được? Tưởng gì, lấy cái điện thoại tải ngay Terabus về đi con. Phần mềm tặng con miễn phí 1024GB luôn. Mấy cái ảnh hay video học tập của con muốn lưu trữ á, tải hết lên Terabus đi, rồi xóa trong máy cho nhẹ máy. Ủa bố cũng biết cái này nữa hả? Cái này còn có xem phim miễn phí nữa, con toàn xem trên đây không ạ? Có phim free á. Dạ đúng rồi không? Tối nay thời có é gầy. Đấy, phần thưởng vừa lòng chưa? Nhưng mà mẹ có thưởng gì đâu. Không thôi mẹ thưởng giống bố đi. Thôi được rồi, mệt ăn lắm đi. Khổ cái thằng này. Thần tài đây, thần tài đây. Đây, cầm tiền mai mà mua kẹo. Ủa, gì vậy mày? Thì là tôi khi ở nhà. Ô Linh đâu, mày có xuống lau nhà đi không? Ôn mệt, có mày đéo đi. Ôi dồi ôi, cái con kia. Mẹ sao không chịu dọn dẹp mà quăng một đống ở đây. Trời ơi, chiều cũng vậy đâu rửa. Ra rửa nhanh lên. Mệt quá. Ở đây là tôi khi qua nhà bạn. Dạ, chén đủ của cô đây ạ. À. Ôi dồi ôi, cô xin. Dạ, cô đưa chén đây, con lấy cơm cho cô nha. Ôi dồi ôi, con bé Linh nó giỏi thật đi. Ai có phúc lắm mới quen được cháu đấy. Dạ có gì đâu cô, mẹ con dặn á là con gái là biết cầm kỳ thi họa, nên đối với con mấy việc này chỉ là việc vặt thôi ạ. Dạ cô đợi con một xíu ạ. Ừ cháu cứ nghe đi. Dạ mày có mà về giặt cái đống đồ ngâm một tháng của mày đi không? Con gái dối người yêu. Em sao thế? Sao mày nằm ở đây, bực mình quá đi. Em cũng giận vụ nãy hả? Tôi không sao hết, mà kệ tôi đi. Em giận anh chắc luôn á. Giận gì mà giận, né cho bà quét coi. Và khi con trai dối người yêu. Làm cục cưng không bé ơi, anh cùng em tình tăng tình. Em để anh yên được không? Thôi, đừng có giận em nữa mà. Bây giờ anh rất là bực mình, anh không muốn nói chuyện với em. Nè, nghe thương tôi tội gì? Tôi biết mà, cho tôi. Ơi, mà không phải như vậy. Khi bị người yêu đá, con trai. Anh ơi, mình chia tay đi, em yêu người khác rồi. Con gái. Ô ô ye ye. Ôi giời, thằng chó nó nhắn bà đây. Mình chia tay đi em. Mày không yêu bà yêu thằng khác. Alo, anh Thanh à? Bữa anh của em chưa đồng ý, giờ em đồng ý rồi nhé. Tối anh qua rước em đi chơi nhé. Khi phụ huynh nhắn tin viết tắt kiểu. Không biết thằng chồng mình sáng nay giấu tiền ở đâu nhỉ? Tó xinh gơ mới được. Mưa rồi à? Nhắn tin cho nó mới được. Ôi trời. Về ăn cơm không con trọ. Vừa xưng chào kia vừa con chi cái đồ mất nết. Tấu thật nguyện mí mới được. Cái gì? Bà nói ai là chó à? Ôi dưới cái ông điên này. Về ăn cơm không con chờ. Đồ dở hơi. À, rửa mình tường cái chi. Để nhìn lại mới được. Ui dồi ôi, thằng Kiệt đâu? Có chuyện gì nhà mẹ? Mày có thằng bố ở đây này. Không yêu nữa, nữa lời cay đắng. Được rồi, lần này tôi sẽ quyết tâm ra tòa ly dị với ông. Đâu đưa con xem nào. Trời ơi, ba nhắn là đang mắc mưa, về lâu, ăn trước đi khỏi chờ mà. Ủa vậy hả? Lộn xíu làm gì cam? Hè qua nhà bạn chơi kiểu. Trời ơi, sao mấy bữa nay không coi được é gầy đứa bầy. Dạ thưa ông, một con mới qua. Dạ ông chào ông. Ừ, mấy đứa mới tới chơi hả? Vô đi chào. Dạ. Ủa rồi hai đứa bầy tới đây chi vậy? Cái thằng này, bạn tới mà nói cái gì vậy? Thằng cháu đừng có để ý nhá. Dạ không sao đâu cô ơi, mà con quen rồi à. Hai đứa ăn trái cây không? Để cô lấy. Dạ thôi, mà con không ăn đâu ạ. Ôi dồi, mấy đứa ngon ăn thật đấy. Con lên phòng chơi đi mấy đứa. Dạ vâng ạ. Đây là phòng của tao, phòng bay đừng có mà hả? Ủa đâu rồi? Trời ơi, cái nẹp êm ghê mày ơi. Trời ơi, sập giường tao. Trời ơi, bộ biết season vậy cho tao nha. Trời hư đồ tao. Ủa, bịch gì đây? À, dép gối tao mới mua bên Bosi á. Đẹp vậy. Dép nó mềm mà nhẹ tên như cái gối luôn á. Tao mới mua đó mang lần nào đâu. Ủa, mày mang đi đâu vậy? Chứ mang về chứ đi đâu. Trời ơi, của tao mà. Cho tao đi mẹ. Ủa, cái gì vậy? Hình như dưới nhà á. Xuống xem thử đi. Có chuyện gì vậy cả? Quẩy lên mày ơi. Đi trai Bắc lần đầu gặp gái miền Trung trên xe. Ôi giời, trông cô em này cũng được đấy nhờ. Biệt thân trá nên mừng kiếm tư nhân bên hoài rồi hè. Dạ, em chào anh ạ. Chào em. Nghe giọng cho anh là người bên Bắc hè. Ráng ở đầu chỗ đi. Sang tội trên mồm chỗ đâu sao cô hỏi như thế.
ráng ăn đanh rửa. Ơ hay cô này, trong mồm tôi một đống răng khôn thế này mà đần cửa gì. Cô đừng có mà. Ê chú, không phải mô. Ý cố chứ đồ hồi là ráng ăn ở chỗ ni. Có nghĩa là sao ăn ở chỗ này thì ai hỏi cái ráng của anh mô. À thế à, cho tôi xin lỗi nhá. Anh đúng là cái đồ trúc trú mà. Ê vô đi nữa, bạc tay dừng xe. You guys, so me and my girl, we back together, no more arguing. But before I leave, let me tell you how you mentioned to me if I like what she do to me, because she said she feels safer over here. This where the shooters be. I shall call it Twinkle Toes. Aussie Twinkle Toes. Aussie Twinkle Toes. Canan, bir izlenim sordu ki, Ukrayna'da düğün, nişan, kına, söz gibi aktiviteler var mı? Sadece düğünü var. Ve düğünde zaten sabah nikah idaresine gidiliyor. Ve en son herkes restorana gidiyor. Orada mesela sabah 4'e kadar eğleniyorlar.